Xin chào bạn, chắc hẳn các bạn đã nghe đến cái trường hợp sau một thời gian chúng ta tiến hành cắt tỉa ống mũi thì mũi chúng ta bị tụt cái chất liệu xuống bên dưới, đồng thời là cái chất liệu chúng ta không uốn sát được vào cái kết cấu mũi của chúng ta, khiến cho là chất liệu chúng ta dễ bị di chuyển di lệch sang hai bên. Thì có những cái nguyên nhân nào gây ra cái tình trạng này và cách chúng ta khắc phục lại tình trạng này như thế nào? Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Bác sĩ Hoàng Long. Và trong video hôm nay thì bác sĩ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề, đó là sau khi chúng ta tiến hành can thiệp nâng mũi, những nguyên nhân nào gây ra tình trạng mũi chúng ta bị tụt sụn hay là sụn chúng ta bị di chuyển, và cách chúng ta có thể khắc phục lại cái tình trạng này. Cái việc tụt sụn hay là sụn chúng ta bị di chuyển do là cái chất liệu chúng ta đặt trong mũi không tạo được cái sự liên kết, không tạo được cái sự ổn định với cái khoang chúng ta đã tạo để chúng ta đặt cái chất liệu này vào. Và những cái nguyên nhân gây ra thì nó có thể là gặp ở bất cứ cái giai đoạn nào trong cái quá trình chúng ta thực hiện can thiệp nâng mũi, từ việc chúng ta lựa chọn cái chất liệu và phương pháp ban đầu cho đến cái quá trình chúng ta can thiệp, và sau khi chúng ta đã thực hiện can thiệp xong cái quá trình chúng ta chăm sóc phẫu, thì nó đều có thể là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mũi chúng ta sau khi can thiệp ổn định sẽ bị tụt sụn hay là sụn chúng ta không ôm sát, bị di chuyển dễ dàng sang hai bên. Thì thường ta sẽ phát hiện cái tình trạng này sau khi mũi chúng ta đã có sự can thiệp ổn định sau cái thời gian khoảng từ 1 đến 3 tháng, thì chúng ta sẽ thấy là cái chất liệu chúng ta không có sự ôm sát mà chúng ta có thể dễ dàng di lắc cái chất liệu chúng ta sang hai bên, đồng thời là cái chất liệu chúng ta thì có thể bị tụt xuống dưới, khiến cho là cái phần đầu mũi chúng ta sẽ bị tăng cái áp lực lên phần đầu mũi, khiến cho đầu mũi chúng ta đầu tiên thì có thể là bị đỏ, sau đấy thì sẽ bị mỏng ra đầu mũi và lộ cái thành phần sụn ra cái phần đầu mũi của chúng ta. Về lâu về dài thì có thể gặp phải tình trạng là thủng cái chất liệu ra ngoài cái phần đầu mũi của chúng ta, thì nó cũng tương đối là nguy hiểm. Thì cái nguyên nhân đầu tiên bác sĩ muốn đề cập đến các bạn, đó là cái việc ta lựa chọn cái chất liệu trước khi chúng ta tiến hành can thiệp nâng mũi. Lựa chọn chất liệu là một trong những vấn đề được các bạn quan tâm hàng đầu khi mà chúng ta có ý định hay là chúng ta tìm hiểu về cái vấn đề chúng ta can thiệp nâng mũi. Thường thì các bạn chỉ biết một số chất liệu cơ bản mà ta không biết được hết cái tính chất hay là cái sự phù hợp của cái chất liệu đấy lên cái tình trạng mũi của chúng ta. Thì có một cái loại chất liệu, đó là cái chất liệu sụn đúc sẵn, là nó sẽ có cái hình dạng đúc cố định và người ta thường gọi đấy là sụn hàn. Thì cái tính chất của chất liệu này là nó sẽ có cái form dáng sẵn và chỉ thường phù hợp cho những bạn mà đã có tình trạng sống mũi rồi, cái khuyết điểm của mũi chúng ta không quá nhiều. Trong cái trường hợp mà mũi chúng ta cần điều chỉnh nhiều, mũi bạn quá thấp, quá ngắn, thì khi chúng ta lựa chọn chất liệu này thì sẽ rất là khó điều chỉnh theo tình trạng mũi của bạn, bởi vì là theo cái tính chất đúc sẵn của chất liệu này thì nó đã có form dáng cố định như vậy rồi, và cái việc chúng ta điều chỉnh theo cái tình trạng mũi chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đồng thời là cái tính chất chất liệu này thì nó tương đối là cứng, bề mặt của nó tương đối trơn, nó không tạo đủ cái độ ma sát hay là cái tính liên kết tốt với lại cái khoang chúng ta đặt sụn, thì sẽ khiến cho là cái chất liệu chúng ta thường dễ bị di chuyển di lệch và bị tụt về phía trước. Do vậy là chúng ta cần cân nhắc thật kỹ khi mà chúng ta lựa chọn những cái loại chất liệu chúng ta can thiệp. Và cái nguyên nhân thứ hai đến từ cái việc chúng ta lựa chọn cái phương pháp hay là chúng ta chỉ định cái phương pháp can thiệp của chúng ta không đúng, không tốt, thì sẽ khiến cho mũi chúng ta không tạo được sự liên kết tốt với chất liệu. Đối với những cái trường hợp mà mũi chúng ta cũng có rất là nhiều khuyết điểm, như là mũi chúng ta quá nhỏ, quá thấp, quá ngắn, bị hếch nhiều, hoặc là chúng ta có những cái lệch vẹo, những cái chênh lệch về phần xương sống mũi, hay là thường gặp nhất là chúng ta có tình trạng lệch vẹo vách ngăn, khiến cho là cái kết cấu của mũi chúng ta bị lệch vẹo, mất cân xứng, thì nếu chúng ta chỉ lựa chọn cái phương pháp là nâng mũi đặt sụn hay nâng mũi bò trúc, chúng ta chỉ đặt cái chất liệu lên thôi, thì khi đấy thì cái phần kết cấu của phần đầu mũi của chúng ta sẽ không đủ cái khả năng để đỡ cho phần chất liệu này. Đồng thời là nếu mà chúng ta đã có tình trạng lệch vẹo sẵn vách ngăn mà chúng ta không điều chỉnh lại những cái lệch vẹo này bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc, thì sẽ khiến cho là cái cấu mũi của chúng ta ngày càng bị lệch, đồng thời lấy khả năng định đỡ cho chất liệu của chúng ta không tốt, tạo cái áp lực tì nén lên cái kết cấu mũi của chúng ta, và sau một thời gian thì cái kết cấu mũi của chúng ta sẽ không đủ khả năng định đỡ nữa, mũi chúng ta sẽ bị gục xuống, bị đổ sang một bên, làm cho cái liên kết giữa phần mũi của chúng ta và chất liệu thì nó sẽ không được tốt, khiến cho mũi chúng ta sẽ bị di chuyển chất liệu, đồng thời là bị đẩy cái chất liệu này ra về trước. Khi đó thì không những là cái hiệu quả điều chỉnh thẩm mỹ chúng ta không được tốt, mà còn khiến cho tăng nặng cái tình trạng khuyết điểm của cái kết cấu mũi của chúng ta. Và nguyên nhân thứ ba đến từ việc chúng ta tiến hành bóc tách khoang sai kỹ thuật, sai phương pháp. Thì thường chúng ta sẽ gặp phải tình trạng chúng ta bóc tách khoang quá nông, khiến cho là cái phần nền sống mũi chúng ta vẫn còn tổ chức màng xương, mà cái tổ chức màng xương này thì nó tương đối là trơn trượt, khi chúng ta đặt chất liệu lên thì nó sẽ không có sự ôm sát cũng như là bám dính với chất liệu chúng ta, khiến cho chất liệu chúng ta dễ bị trượt sang hai bên và trượt về phía trước. Đồng thời khi đấy thì những cái tổ chức che phủ lên chất liệu chúng ta sẽ không đầy đủ các lớp, không đảm bảo cái sự tì nén lên cái chất liệu chúng ta,
khiến cho là cái chất liệu của chúng ta không tạo được cái sự ôm sát ổn định với những cái thành phần trong mũi, làm cho cả cái chất liệu của chúng ta dễ bị di chuyển sang hai bên và tụt về phía trước. Nguyên nhân này thì cũng rất là thường gặp trong những cái tình trạng mũi bị tụt sụn hay là bị di chuyển chất liệu mà bác sĩ đã từng can thiệp chỉnh sửa. Cái nguyên nhân thứ tư đến từ cái việc là điều chỉnh chất liệu không tốt. Thường là chúng ta điều chỉnh chất liệu chúng ta không có sự ăn khớp, không có sự liên kết tốt với tình trạng mũi, hoặc là chúng ta điều chỉnh cái chất liệu quá cao, quá thấp, quá dài hoặc quá ngắn, thì cũng khiến cho là khi chúng ta đặt cái chất liệu chúng ta vào trong khoảng sụn không tạo được cái sự ôm sát liên kết tốt với những cái thành phần trong mũi, làm cho là cái chất liệu chúng ta dễ bị di chuyển và tụt về phía trước. Và nguyên nhân thứ năm đó là cái quá trình chăm sóc hậu phẫu chúng ta không tốt. Sau khi chúng ta tiến hành can thiệp nâng mũi thì chúng ta tiến hành băng nẹp không tốt, không chắc chắn, không tạo được cái sự áp sát của chất liệu vào trong khoảng sụn, tạo nên cái sự liên kết chắc chắn với những cái thành phần trong mũi của chúng ta. Đồng thời là sau khi chúng ta can thiệp về nhà thì chúng ta lại không thực hiện những cái biện pháp kiêng khem, tránh vận động mạnh là tránh thay đổi tư thế. Chúng ta có những cái tác động mạnh, tác động không tốt thì sẽ khiến cho cái chất liệu chúng ta bị di chuyển, bị di lệch, bị tụt về phía trước. Vậy thì chúng ta có những cái phương pháp, những cái biện pháp nào để có thể là xử lý tình trạng mũi chúng ta bị tụt sụn? Khi mũi chúng ta đã có sự ổn định rồi thì thường chúng ta cũng không có những cái tác động nào để có thể là khắc phục cái tình trạng ngay lúc đấy cả. Và cái biện pháp xử lý chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ phải can thiệp để chỉnh sửa lại. Chúng ta sẽ lựa chọn cái chất liệu nó phù hợp với tình trạng mũi chúng ta hơn, lựa chọn cái phương pháp nâng mũi phù hợp. Nếu mũi chúng ta có tình trạng bị ngắn hếch hay là bị lệch vẹo cái ngăn, hay là cái kết cấu là mũi chúng ta bị yếu, bị gục, thì chúng ta nên lựa chọn những phương pháp nâng mũi là cấu trúc để có thể là điều chỉnh tốt cho tình trạng mũi. Đồng thời chúng ta cũng phải lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ uy tín, những bác sĩ có chuyên môn, có kinh nghiệm để có thể điều chỉnh cái mũi chúng ta một cách phù hợp nhất cũng như là đúng phương pháp kỹ thuật nhất. Và một cái điều nữa cũng quan trọng không kém đó là cái quá trình chăm sóc hậu phẫu của chúng ta. Khi chúng ta đã can thiệp xong thì chúng ta phải thực hiện đúng theo những cái lời dặn, những cái chỉ định của bác sĩ, giữ gìn cái tình trạng mũi chúng ta sau khi can thiệp một cách tốt nhất để giúp cho mũi chúng ta có sự ổn định, liên kết chắc chắn giữa những cái chất liệu chúng ta đặt trong mũi và những cái thành phần trong mũi, có thể là tạo nên một chiếc mũi có sự điều chỉnh tốt về tính thẩm mỹ cũng như là an toàn về lâu dài cho chúng ta. Và các bạn đã từng tiến hành can thiệp nâng mũi chưa? Các bạn có gặp phải tình trạng là chất liệu chúng ta bị di chuyển dễ dàng sang hai bên hay là bị tụt xuống bên dưới hay không? Và khi đấy thì các bạn đã tiến hành can thiệp chỉnh sửa lại như thế nào? Hãy để lại bình luận ở dưới video để chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng những cái thông tin bác sĩ vừa cung cấp thì có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình tìm hiểu can thiệp được đẹp và an toàn hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho bác sĩ một like, chia sẻ video này để mọi người cùng tham khảo. Hãy đăng ký kênh của bác sĩ để đón nhận những cái thông tin chia sẻ hữu ích về phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.